Có một cô bé tên Elizabeth, nhưng mọi người hay gọi cô là Bi. Bi có những ký ức tuổi thơ hạnh phúc ngập tràn bên bố mẹ. Tuy nhiên khi Bi lên 9 tuổi, mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Thế rồi khi Bi lên 12 tuổi, cô trở lại ngôi nhà thời thơ ấu của mình, nơi bà của cô đang ở. Dù ngôi nhà vẫn như xưa, đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng Bi vẫn cảm thấy buồn vui lẫn lộn vì sự ra đi của mẹ. Bà của Bi vẫn còn giữ một hộp tranh mà ngày xưa Bi rất thích vẽ khi còn nhỏ. Mặc dù Bi cảm thấy mình đã lớn, không còn là một đứa trẻ nữa vì đã 12 tuổi rồi, nhưng cô vẫn quay về ngôi nhà cũ bởi cha cô mắc bệnh tim. Trong lúc lục lọi đồ đạc, Bi tìm thấy chiếc máy ảnh kỷ niệm thời thơ ấu của mình nằm trong tủ. Một ngày nọ, khi Bi đang đi bộ từ siêu thị về nhà với cáp sạc trên tay, cô bất chợt nhìn thấy một sinh vật trông giống như một bé gái. Sự tò mò dẫn lối Bi theo chân sinh vật đó lên tầng cao nhất của căn hộ và lén nhìn qua lỗ khóa. Nhưng đằng sau cánh cửa, cô nghe thấy giọng của một người đàn ông bảo cô hãy rời đi. Hôm sau Bi mang một bó hoa đến bệnh viện và gặp một cậu bé tên Benjamin. Benjamin đang được điều trị vì gãy chân và tay. Đến tối khi Bi mở đoạn video ghi lại thời thơ ấu của mình, cô bỗng nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa. Bi quay lại nhìn thì thấy cô bé đó xuất hiện, lần này đi cùng một người đàn ông trưởng thành tên là Ka. Ka lẻn vào phòng Bi để tìm một con quái vật to lớn màu tím tên Blue. Blue làm cho cô bé khóc suốt một tiếng đồng hồ, còn Ka thì trốn dưới gầm giường để tránh bị phát hiện. Bi bị sốc khi nhìn thấy con quái vật lớn lao ra từ cửa sổ. Bất ngờ một người phụ nữ tên Blossom xuất hiện, khiến Bi hoảng sợ và ngất xỉu. Khi Bi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở nhà của Ka, nơi đang phát những bài hát cũ và trưng bày những bức ảnh của các đứa trẻ trên bàn. Blue, người bạn tưởng tượng của Bi tiến đến, theo sau là Blossom mang trà. Blue rất vui mừng khi thấy Bi trở lại, nhưng Ka ngay lập tức ngăn Blue không cho nói chuyện. Bi biết rằng hầu như đứa trẻ nào cũng có những người bạn tưởng tượng trong thời thơ ấu. Những người bạn này thường được gọi tắt là những người bạn tưởng tượng. Tuy nhiên khi lớn lên, trẻ em thường quên đi những người bạn tưởng tượng của mình. Công việc của Ka là tìm những đứa trẻ đang cần người bạn tưởng tượng. Nếu Ka thất bại, người bạn tưởng tượng sẽ tự biến mất. Blue cảm thấy buồn khi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Sau khi trò chuyện với Bi, Ka rời đi và bảo cô về nhà. Ngày hôm sau Bi mang hoa đến bệnh viện để tặng Benjamin nhưng không thấy cậu ở đó. Thất vọng Bi đi ra ngoài tìm chút thức ăn và bất ngờ thấy Blue đang lén lút đi theo mình. Bi nhanh chóng giúp Blue thoát khỏi chỗ ẩn náu, cô quyết định đưa Blue trở lại cho Ka. Blue rất vui mừng nhận xét rằng vẫn còn rất nhiều quái vật dễ thương đang chờ được tìm thấy. Ka giải thích rằng Bi có thể giúp tìm những đứa trẻ phù hợp để làm bạn tưởng tượng. Blossom cũng đồng ý với kế hoạch này và tất cả cùng nhau bắt tay vào việc. Bi bắt đầu mở một cuốn sách ghi lại những thành viên trong nhóm bạn tưởng tượng của cô. Cuốn sách này làm Bi rất hứng thú và không lâu sau, cô nhận được lời mời từ Kelvin đến thăm trụ sở của If. Trụ sở này nằm sau cánh cửa của một công viên giải trí đã lâu không được sử dụng. Khi Bi bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy rất nhiều quái vật If đang tụ tập ở đó. Tất cả những sinh vật này đều là kết quả của trí tưởng tượng của trẻ em. Bi bắt đầu khám phá thế giới của những người bạn tưởng tượng, nơi mà trí tưởng tượng và thực tại giao thoa. Cô nhận ra rằng mỗi quái vật đều có câu chuyện riêng, mỗi câu chuyện đều đặc biệt và đáng trân trọng. Hành trình của Bi không chỉ là việc giúp đỡ những người bạn tưởng tượng, mà còn là quá trình cô bé tự khám phá bản thân, hàn gắn nỗi đau mất mẹ và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Bi nhận ra rằng dù lớn lên, chúng ta không nhất thiết phải từ bỏ trí tưởng tượng của mình. Ngược lại, chính trí tưởng tượng đã giúp Bi mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn với những người xung quanh và tìm thấy ý nghĩa trong mỗi ngày sống. Người khiến Ka khó chịu nhất chính là Kết, một sinh vật vô hình khoác áo choàng và rất thích nằm la liệt trên sàn. Vì vậy Ka thường xuyên bị vấp ngã. Trong một lần trò chuyện, Ka giới thiệu Bi với Louis, một chú gấu 93 tuổi đã tạo ra nơi này. Louis tiết lộ rằng Kelvin trước đây là một chú hề thích chọc cười mọi người, nhưng bây giờ anh rất ít khi cười. Louis dạy Bi cách phát triển trí tưởng tượng và thay đổi nơi này theo ý thích của cô. Bi bắt đầu bằng việc thay đổi họa tiết sàn nhà và tạo ra một bầu không khí vui vẻ. Cô cùng Blue mở một tiệm bánh, mang đến niềm vui và sự sáng tạo cho mọi người. Dù Ka thường xuyên làm phiền Bi bằng những trò đùa của anh, nhưng cuối cùng họ vẫn đoàn kết và thậm chí còn khiêu vũ cùng nhau. Trên đường từ công viên giải trí về nhà, Ka lại vấp ngã. Bi mang theo hai bó hoa, một cho bố cô và một cho Benjamin. Khi đến bệnh viện, Benjamin thừa nhận rằng anh cảm thấy buồn chán vì TV bị hỏng. Bi ngay lập tức đề nghị giới thiệu If với Benjamin và anh vui vẻ đồng ý. Bi, Ka cùng Louis bắt đầu thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người bạn tưởng tượng, ghi lại thông tin từ mỗi If WHO đã đăng ký. Bi cẩn thận ghi lại khoảnh khắc đó trong một bức phác thảo trong cuốn sách của mình, thậm chí còn bật cười khi nhìn thấy một chiếc kẹo dẻo có ngọn lửa trên nó. Sau khi chuẩn bị xong, Bi giới thiệu If với Benjamin, từ chuột đến chó bay và cả Blue. Tuy nhiên Benjamin không thể nhìn thấy họ, điều này cho thấy rằng chỉ những người thực sự muốn có If mới có thể nhìn thấy nó. Thất vọng, Bi ngồi lại với Louis và nhận được một số lời khuyên sáng suốt. Louis giải thích rằng If không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho cả người lớn. Ông thuyết phục Bi rằng cô có thể sống lại những ký ức chỉ bằng cách nhắm mắt lại. Thực sự Bi đã tìm cách mang lại sức sống cho công viên giải trí, biến nó thành một nơi đầy ắp niềm vui và kỳ diệu. Cô đi cùng Louis, người trông giống như một chú gấu bông quý giá, để khám phá và tận hưởng những điều kỳ diệu của thế giới tưởng tượng mà cô đã góp phần tạo ra. Công viên giải trí đã trở thành nơi mà cả trẻ em và người lớn đều có thể tìm thấy niềm vui và sự kỳ diệu nhờ vào trí tưởng tượng phong phú và lòng nhiệt huyết của Bi. Ở bệnh viện, bố Bi nghe tin rằng cô bé sẽ phải phẫu thuật vào ngày hôm sau. Về nhà, Bi ăn tối với bà ngoại và hỏi về ước mơ của bà khi còn nhỏ.
Bà ngoại chia sẻ rằng bà từng muốn trở thành một vũ công. Bi nhìn thấy búp bê Blossom trong bức ảnh của bà ngoại và chợt nhận ra Blossom chính là bạn đồng hành của bà mình, người đã cố gắng tiếp cận và ở bên bà trong suốt thời gian dài, dù bà không thể nhìn thấy cô. Bi nảy ra ý tưởng và mời Blossom chơi bài hát yêu thích của bà trên một nhạc cụ cũ. Hai người nấp sau ghế, hy vọng có thể làm bà xúc động. Khi bà nghe bài hát, những ký ức về quá khứ làm vũ công của bà sống lại. Đúng lúc đó Blossom bắt đầu phát sáng, chứng tỏ bà đã nhớ ra và muốn Blossom quay lại. Kai nhìn cảnh này từ xa, mỉm cười hài lòng. Ngày hôm sau Bi nhận được một tài liệu bí mật từ Kết, trong đó có danh sách những người trưởng thành có bạn tưởng tượng, gọi là If. Họ tìm thấy Jeremy, bạn thời thơ ấu của Blue và theo dõi anh khi anh mua bánh sừng bò. Trong nhà vệ sinh, khi Jeremy chuẩn bị cho bài thuyết trình, Blue tiến đến và hắt hơi, nhưng Jeremy không thể nhìn thấy anh. Bi không bỏ cuộc, anh ta mang gói bánh sừng bò đến văn phòng của Jeremy, với Blue ngồi cạnh anh. Khi Bi mở gói bánh sừng bò, Jeremy bị cuốn hút bởi hương thơm ngào ngạt. Ánh sáng của Blue bắt đầu tỏa sáng, và khi Jeremy lo lắng bước vào phòng họp, Blue chạm vào anh và động viên anh. Sau đó Blue ôm chầm lấy Bi đầy ấm áp, cả ba người họ cùng quay lại trụ sở If. Tại đây tất cả bạn bè của họ chào đón bằng những lời chúc mừng rộn ràng cho thành công rực rỡ của họ. Từ đó Bi và Ka ngày càng gắn bó, trở nên thân thiết hơn qua từng ngày. Họ cùng nhau trở về nhà, nơi bà ngoại Bi đang đứng ngóng đợi tin tức về bố cô, người vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật căng thẳng. Trong cơn hoảng loạn, Bi vội tìm Ka để chút bầu tâm sự, bày tỏ nỗi sợ hãi sâu sắc về việc mất đi người yêu thương lần thứ hai trong đời. Ka khuyên Bi kể cho bố nghe một câu chuyện nào đó. Tại bệnh viện, với xung quanh là bạn bè và người thân, Bi ngồi bên cạnh bố, nắm chặt tay ông. Trong nước mắt lưng tròng, Bi kể lại câu chuyện buồn bã sau khi mất mẹ, cầu xin bố hãy tỉnh dậy. Như có phép màu xảy ra, bố Bi từ từ mở mắt ra. Bi xúc động bước ra khỏi phòng bệnh và ôm lấy bà ngoại. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng bà ngoại không còn có thể nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mình nữa. Ngày hôm sau, Bi mang một hộp bánh đến căn hộ của Ka. Tuy nhiên chủ nhà lại nói rằng căn phòng này đã bỏ trống từ lâu rồi. Vài ngày sau bố Bi được bác sĩ cho phép xuất viện và về nhà. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Bi mở cuốn sách If mà cô đã tự tay vẽ. Khi cô chuẩn bị rời đi, Bi đánh rơi chiếc hộp kỷ niệm thời thơ ấu và bất ngờ tìm thấy một bức ảnh gia đình tại công viên giải trí. Trong bức ảnh có tên Ka, người được ghi là một chú hề. Thấy vậy Bi bừng tỉnh và nhận ra rằng Ka chính là If của cô khi còn nhỏ. Bi ngay lập tức chạy lên lầu tìm Ka nhưng căn phòng vẫn trống trơn, không một bóng người. Cô tiếc nuối đặt bức vẽ xuống sàn, nhớ lại lời Louis từng nói. Bi nhắm mắt lại và khi mở ra, cô đối diện với một quả bóng bay. Quả bóng bay này chính là Ka. Cùng nhau, họ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm và kết nối các If phù hợp cho mọi người. Trong đó Benjamin đã chọn Spectacle Dragon làm If của mình và bố của Bi cũng được đoàn tụ với Kate. Câu chuyện kết thúc với hình ảnh mọi người hạnh phúc bên nhau. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.